Xin giới thiệu với các bác yêu audio một đôi loa có đường kính lớn Electrovoice W30. Đôi loa này đường kính ngót ngát 1 mét, 30 inch. Thông thường ở Việt Nam gọi là 380. Đôi này rất hiếm, sản xuất vào những thập niên 50-60. Và đây là một đôi loa mà Phương Phạm bóc vào trong thùng xốp ra. Để có thể chơi được những đôi loa như thế này thì phải dựa vào bộ phân tần. Đã mất rất nhiều thời gian để Phương Phạm nghiên cứu những cái mẫu phân tần cho loa kèn và đạt đến một cái đẳng cấp được nhiều người trong nước và anh em audio ở Nhật Bản, Hàn Quốc, ở Mỹ cũng đã mua những bộ phân tần do Phương thiết kế. Trông thì đơn giản thế này thôi, nhưng là cả một quá trình mà hoàn thiện nó. Bộ phân tần này khi bắt vào trong loa, nó sẽ có một cái lỗ để hở những cái phần ra rất gọn gàng và để chơi. Người ta có thể nâng cấp thêm những cái tụ đắt tiền. Và đây là một bộ phân tần ở trong cái mức giá vừa phải. Ta đang nghe trên những đôi loa A5 sau đây cũng đều chơi những cái phân tần như thế này. Ở phân tần ấy, quan trọng nhất là nó là cái mạch, chứ không phải là nó mình quá trình diễn những cái cuộn cảm lớn hay những cái tụ kích thước quá là lớn. Cái điều đấy cũng không giải quyết gì nhiều khi nếu không có một cái mạch hay. Vậy nên là rất mong anh em chơi những đôi loa kèn và khi mà sưu tầm những cái đôi loa trầm độc lạ gấu hiếm thì qua Phương Phạm để thửa một cái bộ phân tần để về sẽ cho chúng kêu hay. Những đôi loa đường kính lớn như thế này có thể kết hợp với những cái củ kèn như là Antec 288C hoặc những cái đôi củ kèn có cái đường kính cũng to như cái nồi cơm điện cũng của Antec như thế này. Ta có thể lướt qua một vòng. Đây là những cái loa trầm đường kính 80, họng kèn 3190, củ kèn 288C. Và cũng không quên ủng hộ những cái âm ly đèn của thương hiệu Phương lắp ráp với những bộ xuất âm do những nghệ nhân mà có cái đôi bàn tay vàng tài hoa nhất ở Hà Nội thực hiện. Âm thanh hay và giá thành hợp lý. Cũng đừng quên những cái họng kèn đúc bằng hợp kim nguyên khối mà Phương Phạm đang sở hữu. Đây là đôi loa 380 còn nguyên cả thùng xốp. Đây là những cái kho vật liệu, rất nhiều các cái củ quý để mà thực hiện một đôi loa dự án sắp tới. Minh mông loa nhiều lắm ạ. Đấy, đồ xi men, đồ Antec, Tesla. Dĩ nhiên bây giờ ta có thể nghe thử cái đôi loa này. Ồ, nặng. Đôi loa rất là to. Đây, ta nghe thử. Bây giờ ta đấu tạm vào một cái bộ phân tần 2 đường tiếng với đấu tạm vào một cái họng kèn để ta nghe. Bởi vì là kích thước loa nó quá lớn và nó di chuyển nó khó. Và âm thanh hôm nay sẽ phát từ một cái điện thoại chụp qua một cái âm ly ô tô của Đức do cái thương hiệu Phương sản xuất. Cái âm ly này đã được cải tiến về điện áp, cải tiến về phần công suất và có cả thể điều khiển nữa. Và bây giờ ta nghe thử, phát thử xem là mọi người thấy thế nào.
is never enough with a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Pass it by me one more time. Was just isn't enough. My Lord will trouble me.